Rồi, hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị mình một lô đất các cô chú chị ha, mặt tiền đường nhựa, tọa lạc là ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đó. Thì đường này đường nhựa thông cô chú chị ha. Đây, lô đất giới thiệu đến cô chú anh chị mình ngày hôm nay là lô đất này. Với diện tích là chiều ngang là 6 m. Từ mí tường nhà bên đây kéo qua mí tường nhà bên đây là 6 m, hậu dài 37 m, có 100 thổ cư. Đó, đất mình quay mặt về hướng chánh tây của chú chị ha. Thì hướng này mình sẽ vô khu công nghiệp Hiệp Thạnh, tầm khoảng 2 km của chú chị ha. Đó, còn hướng này mình chạy ra trước mặt mình đây là 40 m là đường nhựa Phước Thạnh, mình chạy ra về hướng tay trái mình ra về khu nghiệp Phước Đông cũng như là Bồ Đồn, Trung Bích, Dương Minh Châu ha. Còn mình quẹo tay phải thì mình ra chạy thẳng ra quốc lộ 22B đó, đó về thành phố Tây Ninh, Tòa Thánh cũng như là núi Bà Đen ha. Đó, còn mình chạy về hướng tay trái thì mình về thị trấn Gò Dầu. Thì từ vị trí đất này mình ra về thị trấn Gò Dầu tầm khoảng có 3 km của chú chị ha. Từ đây mình ra chợ Phước Thạnh thì tầm khoảng 500-600 m thì thôi. Bây giờ mời cô chú anh chị mình đi một đoạn ha. Thì trước khi đi cho mình xem lại lô đất của mình giới thiệu đến cô chú chị ngày hôm nay ha. Đó, đất gò cao ráo của chú chị ha, với giá bán hết đất chủ bán trước Tết thì giá 820 triệu bán trước Tết của chú chị ha. Lô đất này lúc trước tiền tỷ của chú chị ha. Đó, thì bây giờ chủ cần bán nhanh bán lẹ 820 triệu của chú chị ha. Đó, thì hiện tại ở đây vị trí này rất là đẹp. Rồi, bây giờ mời cô chú anh chị mình đi một đoạn xem tham khảo ha. Với giá bán mong muốn trước Tết của chú chị ha, 820 triệu không thương lượng nha. Đó, đường này đường Phước Thạnh của chú chị ha, đường nhựa lớn ha. Mình chạy thẳng luôn là qua quốc lộ 22B của chú chị ha. Mình quẹo trái thì mình ra chợ Phước Thạnh cũng như là thị trấn Gò Dầu. Cái bên đây là trường mầm non của chú chị. Thank you.
trước mặt mình đèn xanh đèn đỏ là chợ Phước Thạnh của chú chị ha. Rồi mình quẹo trái thì về khu nghiệp Phước Đông, quẹo phải về ra trung tâm thị trấn Gò Dầu. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi ha. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn cô chú anh chị mình clip sau.